Đồng chí Nguyễn Thành Trung, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm. Đặt câu hỏi về giải pháp bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng ở Việt Nam. Hiện nay đây vẫn là vấn đề đầy thách thức. An toàn an ninh mạng là phanh xe của chiếc xe chuyển đổi số. Không phải để dừng chiếc xe này lại mà để chúng ta yên tâm đi nhanh và đi an toàn hơn. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Huy Dũng nêu quan điểm khi giải quyết đáp án câu hỏi này. Để bảo vệ thông tin của người dân, ông Dũng nhấn mạnh tinh thần bảo vệ từ sớm, từ xa, từ lớp mạng, tức là nhà mạng và các đơn vị cung cấp viễn thông Internet, có trách nhiệm bảo vệ cơ quan, bảo vệ cho người dùng, theo ông Dũng. Bên cạnh đó thì ông đề cập cơ chế bảo vệ thiết bị đầu cuối ở thiết bị. Mỗi người chúng ta ở đây sử dụng đều có các thiết bị khác nhau, từ máy tính, iPad, điện thoại. Trên mỗi thiết bị như vậy sẽ có những công cụ bảo vệ trực tiếp cho thiết bị. Chúng tôi gọi đó là bảo vệ cấp 2, lớp cơ bản. Bên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giải thích. Ông cũng lưu ý mỗi người cần tự bảo vệ, sau đó là hướng dẫn bạn bè, người dân cùng thực hiện an toàn trên không gian mạng. Chia sẻ thêm thì Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chính phủ sẽ hoàn thiện để thể chế để đảm bảo an ninh mạng, phân công các bộ ngành xử lý những vấn đề nếu có sự cố như sự cố liên quan đến chứng khoán ngày hôm qua. Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, phải nâng cấp năng lực xử lý các vấn đề an ninh mạng bằng nhiều biện pháp khác nhau, tuyên truyền người dân để nâng cao cảnh giác và có các biện pháp phòng ngừa. Doanh nhân trẻ Lê Hồng Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn In Việt Hàn, hỏi về giải pháp kết nối liên thông với dịch vụ dữ liệu quốc gia. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng khẳng định việc kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt trong 3 năm qua, trong đó đột phá là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ có kết nối chia sẻ dữ liệu, thời gian vừa qua người dân nói chung và các bạn trẻ nói riêng đã được thụ hưởng rất nhiều lợi ích. Ví dụ xử lý số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với Ủy ban Quốc gia trong mùa tuyển sinh vừa rồi, có hơn 97% thực hiện đăng